hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á, theo mục tiêu của Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đang chú trọng đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng để tối ưu hóa các nguồn lực phát triển. Tăng cường liên kết vùng đang trở thành xu hướng và là bước đột phá mạnh mẽ nhằm tạo động lực và thu hút các nguồn lực cho hiện thực hóa các mục tiêu phát triển được xác định trong chiến lược và quy hoạch phát triển ở các địa phương, vùng và cả nước. Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành chương trình hành động số 28, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố. Trong đó tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách và đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế biển, phát triển mạnh hệ thống đô thị, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông. Tôi xin nhấn mạnh là lưu ý cái việc phối hợp với các địa phương trong vùng, nhất là với Quảng Nam, trong cái việc xây dựng quy hoạch và phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường hàng không, cảng biển, rồi liên kết trong cái việc xây dựng quy hoạch và khai thác các cái sản phẩm du lịch và tổ chức các cái hoạt động liên kết quảng bá xúc tiến tại các cái thị trường trọng điểm. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ là hiện nay trong cái liên kết du lịch thì rõ ràng là Đà Nẵng với Quảng Nam là hai cái địa phương mà có cái sự liên kết về tour tuyến rất rõ ràng. Đấy, và gắn chặt với nhau. Người ta đến Đà Nẵng là người ta phải nghĩ đi Quảng Nam, đi Hội An, đúng không? Và ngược lại. Không chỉ khẳng định vai trò hạt nhân trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thời gian qua thành phố Đà Nẵng cùng với các địa phương trong cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã ra sức thi đua, giữ vai trò đầu tàu, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả nước. Năm 2023 với chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, thành phố Đà Nẵng bằng quyết tâm chính trị cao, cùng sự liên kết chặt chẽ với các địa phương trong cụm thi đua, tiếp tục nỗ lực thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung ương cũng như của thành phố đã đề ra. Trong thời gian đến, tiếp tục khắc phục khó khăn tồn tại, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 01 ngày 6 tháng 1 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các thành phố đã giao, đồng thời thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với tinh thần đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời và hiệu quả. Để liên kết vùng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới, thành phố Đà Nẵng đã đề xuất Trung ương cần xem xét, nghiên cứu và ban hành một số giải pháp đột phá để tăng cường liên kết chặt chẽ hơn nữa các địa phương của vùng, đưa vùng phát triển theo hướng nhanh, bền vững, mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế. Trong đó, mỗi địa phương cũng cần phát huy hơn nữa vai trò, nâng cao trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của vùng trong thời gian đến.